Đạp chân vào tủ rồi à? Bác dặn giúp tôi nhé. Bác ơi, cái khăn bác để ở đâu bác? Bác ơi, cái khăn bác để ở đâu? Đấy, tôi để kia kia kia. Bác ơi, đâu bác để đâu đấy? Bác ơi, đâu kính bác để đâu rồi? Ở đấy ạ. Đấy ạ. Làm gì đấy? Vâng. Làm gì đấy? 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 Bác ơi, cái thùng rác mất đâu? Ở đây ạ. Nhớ để cái cốc nho cẩn thận nha, không đổ nha. Bác ơi, bác nấu cơm chưa này phải nấu đồ. Bác ơi, bác nấu cơm chưa này phải nấu đồ. Dạ tôi rồi, đúng rồi. Cơm mất đâu rồi, cơm mất đâu? Đấy ạ. Này bác để sang lên lên lui lên trên không đổ rồi. Ôi bác đừng chạm vào nó, không là nó quậy. Bác chơi bên kia, khu vực bên kia không là nó quậy á. Thằng vừa tết đi làm xiếc nha, hàng ngày mình coi nhá. Bác có muốn xem xiếc không? Có.